Mình chào quý vị và bạn đã quay trở lại với kênh Châu Châu Long. Và trước mắt các bạn đó là một cây mai chú thủy dạng tầm trung. Các bạn nhìn thấy cái mai chú thủy này có quen không các bác? Thì giới thiệu với các bác, đây là một cái mai chú thủy mà vừa rồi đặt giải vàng tầm trung, dạng bonsai tầm trung ở cái hồi thi hồi bonsai chỗ Thái Bình Dương lần thứ 15 được diễn ra vào ở Suối Tiên vừa rồi các bác. Và cũng là một cái lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Thì đây là cái máy chiếu thủy tầm trung đặt giải vừa rồi của anh Khương các bạn nhé. Thì hiện tại cái này á thì đã được làm sạch rồi, nên là các bác có nhận ra được cái gốc máy chiếu thủy này hay không. Đây thì em sẽ phân tích lại gốc máy chiếu thủy tầm trung này cho bác cùng xem và chiêm ngưỡng. Cái này thì toàn bộ cái các u cái sân của cái này là dạng nhìn là nó rất là dữ tợn các bạn nhé. Cái này thì hiện tại các cái giam chi thì được làm sạch rồi, nên là chúng ta chỉ có chiêm ngưỡng được cái phần cốt của nó thôi. Nhưng là một cái máy chiếu thủy đẹp và là cái máy chiếu thủy mà đạt được cái giải vàng vừa rồi các bác. Đó, các bác nhìn thấy các cái bộ bóng tay của nó thì được phân bổ rất đều. Hiện tại các cái chi giấm thì là được làm sạch rồi các bác nhé, chi giấm làm sạch rồi. Nhưng mà mình nhìn như thế này mới là thấy được cái vẻ đẹp về cái dáng thể của gốc cây này. Cái dòng này thì nếu như mà cho ra lá thì nó là mới thuộc hàng VIP, còn bây giờ thì đang được làm lại cái bộ tai bông. Nhìn rất là dữ rồi. Đấy, chúng ta có thể nhìn về các cái bộ tai bông của nó rất là lực và rất là cân đối. Nó là tất cả bộ cục của thân cây được phân bổ rõ ràng. Nếu các bác mà nghi ngờ về cái máy chiếu thủy này thì các bác có thể vào tìm hiểu lại cái máy chiếu thủy mà đặt giải vàng các bác nhé. Toàn bộ cái bộ thân đệ này thì là nó là giữ nguyên, chưa thay đổi cái gì hết, chỉ có thay đổi cái bộ bóng tay thôi. Nhưng mà em sợ là các bác nhìn cái máy chiếu thủy mà khi mà được làm sạch rồi thì các bác không hình dung ra được cái máy chiếu thủy so sánh với cái máy chiếu thủy mà đặt giải vàng tầm trung ở cái hồi bonsai châu Á Thái Bình Dương lần vừa rồi. Thì các bác có thể xem lại phân tích tất cả cái ổ đồ ở cái u cái sân, cái bộ bóng tay của nó thì chưa thay đổi các bác nhé, chỉ có làm sạch cái bộ bóng tay tên thôi, còn các cái tay cân thì nó vẫn đang được giữ nguyên, chưa thay đổi, chỉ làm sạch lá và các cái giấm thôi các bác ạ. Đó, chúng ta có thể nhìn lại tổng quan về cái cột của nó. Lần vừa rồi thì mình nhìn tổng quan về cái bộ bóng tay của nó khi hồi bonsai chỗ Thái Bình Dương, và nó là cái đặt giải vàng. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ quay lại đây và là quay lại cái đặt giải vàng để các bác thấy được cái bộ cột của nó. Cái bộ cột của nó là tất cả cái bộ cột của cái bộ bóng tang của nó này được làm rất là đều và cân đối này. Nên là khi các cái giấm khi nó ra, các cái tán lá nó ra thì nó phân bổ là nhìn theo từng lập phân biệt rất rõ ra. Bởi vậy nó mới đạt được giải vàng các bác nhé. Các bác nhìn thấy này, nhìn rất là dữ tợn các bác. Đối với vườn Anh Khương thì còn rất nhiều cái cảnh đẹp nhé, nhưng mà em sẽ quay và gửi tới các bạn trong những video sau. Em cũng làm một cái chuỗi video tại cái vườn của Anh Khương. Ở sau này thì nó vẫn có một cái kênh phóng nữa nhé. Kênh phóng này thì để mà trấn áp thủy tà các bác này, trấn áp thủy tà và mang lại cái sự may mắn cho gia chủ. Thì đây là phần sau này là một cái kênh phóng của nó. Còn ở trước đây thì chúng ta có thể nhìn tổng quan về mặt tiền khi mà cái bộ tán lá của nó mà nở đều rồi thì mình nhìn cái thân cây nó sẽ cân đối hơn rất nhiều. Nhưng mà cái này thì hiện tại đang còn trong quá trình tạo dáng, tạo tác lại, làm lại một số cái chi giấm cho nó đẹp hơn, mỹ mãn hơn. Ở đây thì thực ra mà nói thì rất là nhiều cây đẹp các bạn. Thì bên kia có một cái tùng cũng là một cây đặc biệt. Thì em đăng ký video này em sẽ quay cái máy chiếu thủy đặt giải vàng tầm trung ở cái hồi bonsai chỗ Thái Bình Dương lần rồi.
Cái này thì em quay lại cái bộ cồn của nó thôi, còn các cái giám vị trí thì hiện tại đã được con sân rồi. Sau đó em sẽ quay cái thùng kia. Cái thùng kia cũng là một cái đẹp các bác. Quay và gửi tới các bác cùng xem. Rất là nhiều tác phẩm các bác nhìn sơ, rất là nhiều tác phẩm nhé. Mỗi cây có mỗi cái kiểu dạng khác nhau, nhưng mà tất cả cái ở đây thì được nghệ nhân Hữu Khước tạo nên. Thì do anh cũng đi làm ban nhập khảo rất là nhiều cuộc thi nên là anh có cái tầm nhìn và làm cây rất là đẹp, rất là tinh tế. Thì em sẽ quay một số tác phẩm đẹp ở đây và gửi tới các bác. Các bác có thể đăng ký kênh để mà theo dõi những video tiếp theo mà tải lên, và cũng là truy cập vào cái kênh YouTube Châu Gia Long để xem lại những video đăng tải lên ở cái vườn Anh Khương các bác nhé. Ở đây thì một phần nhỏ của vườn Anh Khương thôi, còn rất là nhiều tác phẩm đẹp thì em sẽ đến cái vườn thứ hai của Anh Khương và quay. Cái vườn thứ hai thì hiện tại ở thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An, nhưng mà em cũng đã có một cái hẹn với Anh Khương rồi, sẽ quay về gửi tới các bạn trong đi video sau, cũng trong thời gian gần nhất thôi, khoảng sau khi các cái cây ở đây thì em sẽ quay đến cái cây ở cái vườn ở dưới Bến Lức. Và đặc biệt hơn nữa thì có một cái vườn của anh Tung ở huyện Bình Chánh cũng rất là nhiều cái cảnh đẹp, thì em sẽ kết hợp là quay trong cái sau khi đi các cái chuỗi video cây ở vườn Anh Khương đây. Rồi chúng ta đi phân tích một chút xíu về cái cây tùng cũng khá là đặc biệt. Ở phía bên này thì có một cái bộ mái chiếu thủy dạng cùng rừng các bác này. Cái này thì cũng đang trong quá trình tạo giả của tạo tác ạ. Ở đây có một cái tùng, cái này thì nó là đặc biệt. Cái tùng mà có một cái bộ đệ như thế này là cũng dạng hàng hiếm lắm nhé, phân bổ rất là đều. Cái tùng mà có cái bộ đệ mà phân bổ như thế này là hiếm nhé. Dạ, cái này đặc biệt. Đó, đây là một cái tùng khá đặc biệt. Các bác nhìn, em quay tổng quan cho các bác nhìn thấy cái tùng này. Tổng chiều cao nó rơi khoảng tầm 1 mét các bác. Tổng chiều cao cái tùng này rơi khoảng 1 mét, nhưng mà nó là đặc biệt của nó là cái bộ bóng tay của nó phân bổ rất là đều, rất là cân đối, bố cục rất rõ ràng các bác nhé. Chúng ta đi chi tiết về một chút xíu về các cái bộ bóng tay ở trên này. Các bác nhìn các cái bộ bóng tay và là các cái giám chi thì được làm rất là cân đối, rất là đều nhé, rất là mịn các bác ạ. Nó là một cây tùng đẹp. Đây các bác thấy từ dưới góc lên thì có bố cục rất rõ ràng và phân bổ rất là đều này. Tất cả các cái bộ bóng tay thì nhìn rất là lực và là nó là cân đối với tỷ lệ của cái thân cây, nó phân bổ rất là đều, là một cây đặc biệt, một cây đẹp. Ở đây có rất là nhiều nghệ nhân cây cây đang tập trung tới. Hôm nay cũng là một cái ngày các cái nghệ nhân gặp gỡ để giao lưu về các cái cây cảnh đẹp. Thì em cũng rất là vinh dự được có mặt tham gia trong cái cuộc vui này. Thì tiền thì em cũng quay lại một số cái tác phẩm đẹp ở vườn Anh Khương để gửi tới các bác. Rất là nhiều nghệ nhân cây đang tập trung để giao lưu về chủ đề sinh vật cảnh, rất là nhiều các bác. Cũng hơn 10 nghệ nhân có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh đang tập hợp lại. Đó, phía xa xa là Anh Khương các bác, là một nghệ nhân rất là nổi tiếng trong các cái cuộc chấm thi và là cái giải. Rồi đối với cái video này thì em cũng đã quay cho các bác xem một cái máy chiếu thủy tầm trung đạt giải vàng trong cái hội bonsai sai châu Á Thái Bình Dương lên rồi. Và em cũng đã gửi tới các bác một cái cây tùng đặc biệt. Thì mong các bác đón xem.
và là ủng hộ cho kênh Châu Giao Long trong thời gian tới. Các bác xem video thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ các bác nhé, và chia sẻ video rộng rãi để bạn bè các bác cùng biết. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo, một chuỗi video tại cái vườn Anh Khương.